Đây là hình ảnh phổ biến ở các huyện chuyên canh trồng cà chua ở Lâm Đồng, khi hàng trăm hecta cà chua đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái không thu mua hoặc mua với giá rất thấp, không đủ tiền chi phí nên nhiều nông dân đã phải phá bỏ để thay thế cây trồng khác. Cà chua giá có hiện tại như bây giờ là nó lỗ 2.000 gốc, ngàn gốc. Bán nó được 3.000 thì nó lỗ 1.000. Theo các chủ vựa ở huyện Đơn Dương, nguyên nhân giá cà chua xuống thấp là do khoảng một tháng nay các thị trường lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không tiêu thụ, trong khi cà chua đang vào vụ chính. Ngoài ra, do cà chua Trung Quốc được bày bán với giá rất rẻ ở các tỉnh phía Bắc cũng khiến giá cà chua Lâm Đồng giảm giá mạnh. Hiện mỗi ngày vựa chỉ thu hái tối đa khoảng 40 đến 70 tấn, trong khi đó thời điểm cà chua được giá, các vựa xuất bán 150 đến 200 tấn một ngày. Cái đầu ra ở mình đây thì nói chung là mình làm cái số nhiều quá. Cái thứ nhất, cái thứ hai mình không vô hợp tác xã là ở đây không có ai là bao tiêu hay là hướng dẫn một người đứng ra trách nhiệm liên quan hay là giới thiệu cho công ty đồ này nọ mình mới có cách thức mình làm, chứ còn đây đâu có ai đâu nói gì đâu biết. Mình chỉ làm theo coi như y như là quán tính thôi. Cứ là làm lứa nào là bán được giá thì mình hưởng, còn không được giá thì thôi, chứ là sao biết. Được biết, nhiều năm qua tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để xây dựng nhà máy chế biến cà chua. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào chịu đầu tư vào lĩnh vực này. Liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, với nhóm hộ, với nông dân để vừa chuyển giao khoa học kỹ thuật, phần nào đó là để hỗ trợ cái đầu vào. Nhưng cái quan trọng đó là đầu ra. Thì nếu hình thành được các cái liên minh sản xuất và hình thành nhiều cái tổ chức sản xuất như thế này thì cái khả năng nó sẽ hạn chế được phần nào cái đường mua mất giá. Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 5.500 hecta cà chua với sản lượng hàng chục nghìn tấn. Với chi phí đầu tư cho một gốc cà chua là 8.000 đồng, 1.000 mét vuông nhà vườn đang lỗ khoảng 20 triệu đồng. Thực trạng này đang khiến nhiều người trồng cà chua ở đây lao đao bởi quẩn quanh trong câu chuyện được mùa mất giá.